Thưa quý vị, dù diện tích không quá lớn, nhưng rừng ngập mặn ven biển của Bến Tre có vai trò rất quan trọng, giúp địa phương chống chịu và giảm nhẹ các tác động của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đồng thời tạo đa dạng sinh học cùng sinh kế đặc thù cho người dân. Trong giai đoạn hiện nay, Bến Tre đặt tính bền vững lên các mục tiêu phát triển mới, nên việc bảo vệ rừng ngập mặn càng có ý nghĩa quan trọng. Với đường bờ biển dài 65 km, Bến Tre hiện có hơn 7.833 hectare rừng và đất rừng trải dài theo bờ biển của 11 xã thuộc 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú. Đến hết năm 2022, diện tích đất có rừng toàn tỉnh là hơn 4.470 hectare, trong đó rừng phòng hộ gần 2.247 hectare, rừng đặc dụng 1.868 hectare và rừng sản xuất là 355 hectare. Rừng ngập mặn ở Bến Tre cũng mang đặc trưng chung của rừng ngập mặn ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long, với các loại cây chủ yếu là đước đôi, mắm, bần. Đây là vùng sống quần cư cho các loài sinh vật trên cạn cũng như dưới nước. Ngoài việc gia tăng độ che phủ cây xanh cho vùng biển, chống xâm thực biển, bảo vệ an ninh và lãnh thổ quốc gia, rừng ngập mặn còn giúp bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu. Thời gian qua, công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và người dân. Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, với tư cách là chủ rừng, đã phối hợp với hạt kiểm lâm 3 huyện ven biển thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật về luật lâm nghiệp, quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng cho người dân. Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương, các xã có rừng tại 3 huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú thực hiện tuần tra kiểm tra bảo vệ rừng. Qua đó đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm đến rừng và đất rừng. Đặc biệt, đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức thực hiện giao khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 168 của Chính phủ với diện tích 2.803 hectare cho 487 hộ gia đình cá nhân và tổ chức. Đối tượng được tham gia đấu thầu nhận khoán là các hộ nghèo, hộ khó khăn, ít đất sản xuất hoặc thuộc nhóm chuyển đổi sinh kế và có hộ khẩu tại địa phương. Hoạt động này đã mang lại nhiều lợi ích, đó là rừng vừa được quản lý tốt hơn, vừa khai thác được giá trị. Các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng được sử dụng mặt nước trong khuôn viên rừng để nuôi thủy sản, quảng canh, tạo sinh kế ổn định, bền vững. Ở trong bờ thì mình với sổ cuộc sống thì nó cũng đủ ăn, với dư giả nó không có dư mà đủ, nó khỏe hơn biển chút. Vậy mà biển thì sóng gió đồ này cái kia. Còn mình ở trong đây thì mình nhờ con cái mình giữ rừng thì tới nước mình sổ cũng có tiền, con nước được 3 triệu, 4 triệu. Mình đủ sống cuộc sống. Người dân trực tiếp mà bảo vệ rừng ở khu đó thì cái ý thức trách nhiệm và cái cơ chế hưởng lợi từ cái khu rừng được nhận khoán thì cũng có cái hiệu quả thiết thực, cho nên là tôi đánh giá cao rất cái mô hình mà giao khoán theo Nghị định 168. Hiện nay, ngành nông nghiệp Bến Tre cũng đã triển khai xây dựng mô hình nuôi tôm rừng sinh thái nhằm phát huy lợi thế từ rừng ngập mặn và tăng lợi ích kinh tế cho người nuôi thủy sản quảng canh. Chúng ta khai thác mà có trách nhiệm trong cái môi trường của xen trong rừng, diện tích của nuôi thủy sản trung bình chiếm khoảng 20-30% so với cái diện tích của trồng rừng. Như vậy thì sẽ làm gia tăng giá trị kinh tế, vừa là có trách nhiệm trong việc khai thác, có trách nhiệm bảo vệ lại với môi trường, và qua đây thì tạo thành một cái vùng điểm giữ cho các môi trường trong sạch. Rừng, cánh rừng ngập mặn thường nằm ở các đầu của cái con nước lấy vào, như vậy nó qua một hệ thống lọc sinh học và giữ vững sự ổn định này thì phát triển cho cái vùng tôm quảng canh cải tiến trong và các cái vùng tôm công nghiệp của tỉnh đang quan tâm. Phải ban tận dụng hết tất cả các nguồn vốn từ nhà nước, nguồn vốn xã hội hóa để mà đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là xây dựng những cái công trình chống xói lở để bảo vệ cái diện tích rừng hiện có, rồi hàng năm là tăng cường cái nguồn lực để mà trồng thêm rừng. Đảm bảo đến năm 2025 là mục tiêu là phát triển rừng đạt tỷ lệ che phủ là 2%. Công tác bảo vệ rừng ngập mặn đạt hiệu quả, trước tiên giúp cho hệ sinh thái rừng được bảo vệ, tạo môi trường sống cho nhiều loại động thực vật khác. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để người dân khu vực này khai thác tốt hơn các giá trị từ rừng ngập mặn, như phát triển các đối tượng thủy sản nuôi đặc trưng ven biển và ứng phó có hiệu quả với tình trạng biến đổi khí hậu.